Vụ cháy khiến ba mẹ con không qua khỏi, người chồng kể lại phút bất lực lao vào cứu vợ con. Sau hơn 4 giờ điều trị, hiện sức khỏe của anh MVI, sinh năm 1988, quê Nam Định, nạn nhân còn sống sót duy nhất trong vụ cháy ở Thanh Trì đã ổn định hơn. Người thân của anh Y cho biết, họ vẫn đang giấu người đàn ông này về thông tin vợ và hai con của anh đã tử vong. Anh Y cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi anh đang dùng máy ép thủy lực để ép các bình xịt tóc ở trong nhà thì bất ngờ lửa ở khu vực máy ép bùng cháy lớn. Lúc đó chỉ có một mình tôi ngồi ép các bình xịt tóc. Tôi cũng không biết lửa bùng ra từ đâu, bởi vì trước đó vợ tôi cũng đã ép các loại bình xịt này và không xảy ra vấn đề gì. Cũng có thể do tia lửa điện ở các thiết bị máy móc phát ra gây cháy, anh Y phỏng đoán. Cũng theo anh Y, khi lửa bùng cháy, quần áo anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi khiến anh bị bỏng. Do quá bất ngờ, anh Y liền bỏ chạy ra ngoài cửa nhà. Lúc đó lửa bùng lên chỉ trong tích tắc rồi thiêu rụi cả căn nhà. Khi vừa chạy ra ngoài cửa, tôi liền nghĩ tới vợ và hai con còn ở bên trong nên đã lao vào để cứu. Nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên rất lớn, khói độc mù mịt, người dân ngăn không cho tôi lao vào đám cháy nữa, anh Y kể lại. Lúc đó vợ tôi đang tắm cho hai cháu nhỏ ở trong nhà. Khi thấy cháy, vợ tôi nhát nên đã chạy lại vào phía trong. Giá mà khi đó vợ và con chạy ra lối ngoài thì chắc cũng chỉ bị bỏng nhẹ, anh Y nghẹn ngào.